Chào mừng các bạn đã quay trở lại Instagram. Mặc dù thị trường bàn phím HE đã bắt đầu xuất hiện những sản phẩm không dây, nhưng qua như mình tham khảo, trong một số trang đánh giá cũng như đo đạc được thông số cụ thể, thì mình nghĩ là các bạn chỉ có thể đặt niềm tin được các thương hiệu gaming lâu năm sản xuất các dạng bàn phím như vậy. Tiêu biểu là SteelSeries với dòng bàn phím Apex Pro TKL Gen 3 mới nhất. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình khám phá xem sản phẩm này có gì thú vị và nổi bật nhé. Về cơ bản thì chiếc Apex Pro này, nếu như so với phiên bản 2023, sẽ có ngoại hình là khá tương đương. Không có sự khác biệt nào nên chắc mình sẽ không cần đi sâu quá nhiều vào chi tiết nữa. Phiên bản mình đang có ở đây là dòng cao cấp nhất, tức là không dây với mức giá là 300 đô. Nếu so mặt bằng chung thì nó cực kỳ cao, cao hơn tất cả các mẫu Wooting hiện nay và nhiều dòng phím HE khác trên thị trường. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh lại cho các bạn, đây là một sản phẩm bàn phím có phiên bản không dây đi cùng tất cả những công nghệ mới nhất nên giá thành như vậy cũng có thể hiểu được, đặc biệt là đến từ một thương hiệu uy tín như SteelSeries đã quá nổi tiếng rồi. Đây vẫn là một sản phẩm gaming được hoàn thiện ở mức khá cơ bản, với mặt trên được làm từ nhôm và phần khung viền xung quanh, thêm phần đáy được làm bằng nhựa. Với kiểu thiết kế này sẽ hạn chế đi phần nào hiện tượng tê giật với các sản phẩm bàn phím gaming bằng nhôm, cho dù không được đầm và chắc bằng, nhưng với một game thủ như mình thì lại thích những kiểu sử dụng chất liệu đan xen như này hơn. Và trong trường hợp cần ví dụ mang lên phòng net chẳng hạn, một số studio cho giải đấu eSport thì hoàn toàn rất tiện lợi. Chiếc Apex Pro TKL Wireless Gen 3 này vẫn được trang bị keycap PBT Double Shot dạng Blacklit, xuyên LED với hệ thống đèn LED RGB cực kỳ đẹp. Tất cả những dòng bàn phím sử dụng chất liệu PBT mới của SteelSeries đã đem lại độ bền cao hơn rất nhiều, kết hợp ngoại hình bắt mắt và chất lượng bền bỉ. Keycap này được làm với độ dày khoảng 1.5mm. Soi kỹ qua vài keycap thì mình không thấy hiện tượng ba vía hay nhựa thừa nào cả, rất ổn áp cho một dòng bàn phím ở tầm giá cao. Ngoài ra sẽ còn có thêm một chiếc kê tay nữa. Chất liệu hoàn thiện được làm bằng nhựa, có thể dùng trong trường hợp cần. Có thêm một điều các bạn cần lưu ý là với sản phẩm này, chỉ toàn bộ khu vực thuộc form factor là 60% thì mới sử dụng mạch Hall Effect và switch nam châm từ tính. Còn lại ở phần hàng ép, các nút mũi tên khác thì sẽ là dạng switch cơ học truyền thống. Thật ra với thiết kế này thì cũng có thể hiểu được, bởi vì đa phần người chơi game, bao gồm tất cả các thể loại game FPS, sẽ không quan tâm quá nhiều thao tác hàng phím ép. Trong khi nếu chơi MOBA có dùng hàng ép thì lại không có lợi thế về tính năng Rapid Trigger. Do vậy, mình hoàn toàn thể hiểu được thiết kế của hãng và mình không cảm thấy bất tiện trong quá trình sử dụng. Có lẽ chia sẻ mặt ngoài hình như vậy đủ rồi vì nó không có gì thay đổi quá nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trải nghiệm sử dụng ra sao. Đây mới là sự khác biệt và nâng cấp của nó so với phiên bản đời cũ. Đầu tiên là chiếc bàn phím này đã được update lên switch mới nhất là Omnipoint 3.0, cũng là một dạng Hall Effect switch được collab với nhà Gateron. Theo như mình đã sử dụng và trải nghiệm qua nhiều switch HE khác nhau, nhìn qua nó một chút thì sự tương đồng của Omnipoint 3.0 và Gateron Magnetic Dual Rail Wide phải đến 90%. Nó có cấu trúc Dual Rail khá độc đáo và có thể giúp cải thiện hơn về tình trạng wobble hay gặp trên các dòng HE nếu như không phải dạng Stembox hoặc một số loại switch không quá chất lượng. Nếu so sánh với độ ổn định, độ wobble cho ra thì nó hơn rất nhiều so với cả Omnipoint 2.0 trên chiếc Apex Pro 2023. Về mặt âm thanh cũng được cải thiện hơn nhiều vì switch đã được pre-loop sẵn và kết cấu bên trong được thay đổi với cấu trúc dày hơn, bao gồm một miếng đệm poron giữa PCB và plate, một foam tiêu âm ngay dưới phần bảng mạch, một miếng silicone pad ngay ở dưới bottom case. Bây giờ hãy cùng nghe thử âm thanh nhé. Như các bạn thể thấy là âm thanh đã tốt hơn tất cả dòng phím gaming trước đây của SteelSeries rồi. Hiện tượng bị tích ở các stab cũng giảm, build đã tổng thể tốt hơn. Và với việc sử dụng switch này, kết hợp với bóng LED ở phần bên dưới, chúng ta có thể hot swap, thay thế được loại switch HE khác nhau vào chiếc bàn phím này. Trước đây, bóng LED thường đi thẳng với phần switch để tạo ra hiệu ứng đẹp hơn, nhưng không thể thay thế được, thì với thiết kế này là một điểm cộng lớn. Bạn có thể sử dụng tùy ý các loại switch trong trường hợp cần, nếu như muốn một âm thanh khác đi hơn chút so với cả stock. Và rồi, hiệu năng chiếc bàn phím này mới là thứ chúng ta cần quan tâm. Chắc các bạn vẫn còn nhớ video của chúng mình làm về chiếc bàn phím Apex Pro Mini Wireless sử dụng switch Omnipoint 2.0. Thì nó bị một vấn đề liên quan đến dead zone khá cao, dẫn đến những khoảng tùy chỉnh hành trình và mức input nhận không chính xác cho lắm. Với dòng Gen 3 mới này, thông số duy nhất mà mình tìm thấy được trên bàn phím là tốc độ phản hồi là 0.7 mili giây. Tức là nếu xét trên mức polling rate tương ứng thì đâu đó khoảng 2000-3000Hz gì đó. Thật ra cái này không quan trọng lắm, và mình cũng đã test cho một số phần mềm tương ứng thì mic polling rate ở chế độ có dây sẽ chỉ ổn định hơn mức 1000Hz mà thôi. Chúng ta vẫn cần quan tâm đến hiệu năng chơi game ra sao và trải nghiệm có thật sự mượt mà không. Với switch này của SteelSeries được collab với Gateron thì hành trình của nó là 0.1-4mm.
bước nhảy 0.1mm và khoảng chỉnh rapid trigger cũng rất rộng, đầy đủ từ 0.1 đến 4 luôn. Để test thì vẫn là cái tựa game Valorant, vẫn các mức setting như cũ mà mình không cần nhắc lại ra sao để test death zone và hiệu năng chung ra sao nữa rồi. Với cái khoảng di chuyển nhỏ ở mức nhạy nhất, cao nhất như mình đã cho các bạn xem trong video, hoàn toàn không bị hiện tượng trượt dài hay đôi lúc bị khựng do nhận sai input và chiếc Narrow Rapid Trigger không ổn định như trên Apex Pro Mini Wireless nữa. Phiên bản Gen 3 này đã thực sự cải thiện tốt hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, mình có để ý sau khoảng thời gian chơi game với nó là nếu như bạn có thói quen giống mình, hay để mức hành trình và Rapid Trigger ở mức 0.6-1mm và thực hiện nhiều pha di chuyển nhấn nhả phím nhanh thì đôi lúc sẽ chưa thật sự chính xác cho lắm. Sau khi đã nghiệm ra qua vài trận game thì mình chỉnh mức setting cao hơn một chút, hiện tại là 0.4 hành trình và 0.3 Rapid Trigger, thì giờ đây nó cho lại hiệu năng chơi game ổn định và di chuyển chính xác hơn rất nhiều. Và chiếc máy phím này mình test hoàn toàn là chế độ không dây để PC dưới đất, cũng để test xem khả năng thu phát sóng ổn định của nó đến đâu trong nhiều trường hợp phức tạp. Có thể thấy được rằng với công nghệ không dây mới từ SteelSeries là Quantum 2.0 Dual Wireless sẽ giảm thiểu độ trễ tối đa cho ra. Mình có so sánh với nhiều bàn phím HE có dây khác nhau khác, như nhiều mẫu cao cấp là Wooting 80HE, Razer Huntsman V3 Pro hay các dòng tầm trung như Mate 68 Pro thì không thể nhận ra sự khác biệt độ trễ giữa kết nối không dây của SteelSeries và có dây của cả hãng còn lại nếu ở cùng mức setting. Có thể nói rằng kết nối không dây của SteelSeries vẫn là một cái gì đó rất đẳng cấp ở trong thị trường gaming gear bây giờ. Chiếc bàn phím này cũng được nhanh chóng update tính năng theo trend là Rapid Tap. Cách thức hoạt động thì giống SnapTap hay SLCD. Rapid Tap hoạt động rất ổn định, nhận đúng và cancel đúng input để đem lại những tình huống strafing trái phải dành cho các tựa game sử dụng được tối ưu từ việc bật tính năng này. Do đó, để xét hiệu năng chung thì mình thấy cho dù là có mức giá $300 nhưng mà đây cũng là một trong số ít những sản phẩm phím HE không dây trên thị trường hiện nay đã được trang bị tất cả mọi thứ gần như tốt nhất để giúp cho người dùng có thêm một option lựa chọn ngoài chiếc bàn phím HE có dây ra. Một tính năng nữa mới được cập nhật trên chiếc bàn phím này là Protection Mode. Có thể hiểu đơn giản là các bạn tránh bị gặp tình trạng tự nhiên táp nhẹ bề mặt keycap mà phím tự nhận hành trình, khá nhức nhối và ảnh hưởng đến hiệu năng game tổng thể. Thật ra cách gọi như vậy cũng mỹ miều thôi, nhưng nó là một dạng setting dead zone có sẵn trên nhiều dòng phím HE phổ thông hiện nay, giúp bạn hạn chế tình trạng này nếu như switch của bạn bị quá wobble. Một điểm nổi bật nữa chiếc bàn phím này, đó chính là màn hình OLED cho phép tùy chỉnh gần như mọi thứ. Nếu bạn đã cảm thấy app của SteelSeries hơi nhàm chán, khó tùy chỉnh hay gặp bug thường xuyên thì màn hình OLED này sẽ là một giải pháp hữu hiệu. Không chỉ chỉnh được mặt hiển thị có sẵn trên bàn phím bao gồm logo hãng hay các GIF tùy chọn mà với các tính năng mà game thủ như mình cần, chẳng hạn như hành trình chỉnh bao nhiêu, Rapid Trigger như thế nào cũng có thể xem và dùng trực tiếp qua chiếc màn hình này được. Ở bên cạnh sẽ có một con lăn và nút bấm, chỉ cần thao tác vài lệnh là đã có thể chỉnh được khá sâu rồi. Cuối cùng là về thời lượng pin, theo nhà sản xuất công bố, có thể sử dụng liên tục sản phẩm này trong vòng 37 tiếng rưỡi ở chế độ 2.4GHz và 45 tiếng ở Bluetooth theo chế độ đèn LED mặc định. Với trải nghiệm sử dụng của mình, khi có để 100% đèn LED thì bàn phím sẽ trụ được khoảng tầm 10 đến 12 tiếng mà thôi. Tức là nếu các bạn chơi game FPS mỗi ngày, mỗi tối thì chắc chắn là gần như ngày nào cũng sẽ phải sạc. Tuy nhiên, đây không phải một điều gì đó quá nhức nhối vì mỗi ngày mình cũng chỉ chơi game được tầm 5 đến 6 tiếng là đủ rồi, sau đó cứ tạm cất đi để sạc rồi hôm sau dùng tiếp cũng không ảnh hưởng gì cả. Trên đây là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ các bạn về trải nghiệm chiếc bàn phím SteelSeries Apex Pro TKL Wireless Gen 3. Với mức giá khoảng $300, tức ở đâu đó khoảng 8-9 triệu đồng, thì các bạn có đánh giá và nhận định thế nào về sản phẩm này? Hãy để lại cho chúng mình comment ở phần bên dưới nhé. Cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube, Instagram để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.